em chào các bác clip này về một cặp loa huyền thoại nhạc vàng cặp Pioner CS77A màng FB tình trạng thì còn nguyên thùng cực kỳ đẹp em đặt trần giao lưu cùng các bác 77A màng FB là một trong ba cái series chơi nhạc vàng thành công bậc nhất của Pioner đặc biệt là dành cho các bác đam mê âm thanh cổ thích cái sự mộc mạc chất âm hay phục vụ nhạc vàng nhạc xưa và đặc biệt là À, cái thể loại nhạc à, phát trên à, nền nhạc băng cối à, bộ xe pháo mã sập tủ trẻ thì các bác lựa chọn cặp 77a vô cùng hợp lý à, hôm nay thì bên em về à, được một cặp gọi đẹp xuất sắc xin giao lưu cùng các bác và còn nguyên cả à, thùng hộp à, hai loa thì sẽ được trong đặt trong hai cái thùng riêng biệt à, đây là một trong những cái series đời mắt cáo rất thành công của hãng Pioneer à, thiết kế nổi bật với cái lưới căng sử dụng những cái nan mắt võng còn rất là đẹp À, tất cả các em lan ở đây thì còn lành lặn, Đấy. Đấy, rất là mới, Đấy, còn lành lặn luôn, đẹp xuất sắc, không có gãy bất cứ một lan nào cả. Bên trong đây Đấy, còn cực kỳ là chất lượng. Cặp 77A này thì về trong cái tình trạng đẹp, nguyên mộc và zin 100%. À, em mời các bác chúng ta cùng uh, tiến lại gần để chúng ta xem chi tiết cặp 77A ngày hôm nay. thì mời các bác uh, quan sát phần thùng vỏ góc cạnh thùng vỏ góc cạnh của em này thì còn rất là mới zin nguyên bản và mộc mạc theo thời gian Đấy, không có chảy xước móp méo hay là sứt mẻ gì cả Đấy, tiếp theo thì đến cái phần à, tuyến loa của 77A à, chúng ta sẽ có một bát 30 màng FB tình trạng siêu đẹp luôn à, các bác xem đẹp xuất sắc à, bát 30 màng FB một loa trung giấy màng FB màu da bò các bác nhé và một loa chép giấy màng FB đây các bác thấy không? Ở đây chép thì còn nguyên bản mộc mạc à, Cái gân thì còn nguyên mộc theo thời gian à, Bên em để zin như này Không có thay đi à, Sẽ giữ cái giá trị à, mộc mạc cho cặp loa Nó không ảnh hưởng gì đến chất âm các bác nhé Các bác nào mà có nhu cầu muốn thay đi Thì em sẽ thay cho các bác Đẹp như mới luôn Đấy. À, Chỉ hết vài chục ngàn thôi Không đáng kể Tuy nhiên các bác để lại cái gân zin mộc Thì nó cũng có cái giá trị đẹp sưu tầm và cũng coi như là hàng chưa có qua sử dụng ở Việt Nam em xin quay sang cái cặp loa bát tiếp theo đây ạ à, bát đẹp này zin ốc chưa tháo khỏi khối thùng Đấy, các bác nhìn ốc chưa tháo khỏi khối thùng này gân zin mộc mạc Đấy, căng mọng à, loa mít của chúng ta cũng rất mới đây và loa chép đây tình trạng siêu đẹp luôn à, xuất sắc các bác nhé bát mít chép tất cả đều rất là đẹp À, mời các bác quan sát cái phần à, hậu phía sau của cặp loa. À, phần hậu phía sau của cặp loa đây à, cũng còn đẹp xuất sắc luôn, nó zin nó mộc, à, nó không có bị này chảy xước hay bể lở gì cả. Các cái chi tiết cặp loa đây à, vẫn còn nguyên bản. À, hậu rất đẹp. Bên đây thì có cái à, tem giấy nó về từ mỹ. Hậu còn rất là đẹp. Đấy, các bác có nhu cầu các bác alo cho em và với một cái cặp nguyên thùng xốp như này thì bên em giao lưu cái mức giá cũng rất là rẻ chỉ có à, 22 triệu 300 nghìn đồng Đấy, một mức giá quá tốt cho các bác chơi Đấy, các bác có nhu cầu thì các bác alo cho em đặt trần à, bên em à, có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội giao hàng toàn quốc giá là không bao gồm phí vận chuyển 22 triệu đồng cho cặp 77A mà em à, phun thông em cảm ơn các bác xin chào và hẹn gặp lại